Shop Vàng Nhật Vin giới thiệu các bác một cái mã nồi cơm mới về của bên shop nhé. Con này là nồi áp suất cao tần của Tiger, có mã là JPK180. JPK180. Con này sản xuất năm 2021. Các bác xem, sản xuất năm 2021 này. Có nhiều chế độ nấu này, nấu cơm cháy này, nấu gạo nứt này, nấu sushi này. Có cả hẹn giờ nấu đây, trong đồ đây. Do hôm qua em test nấu cơm thôi, lúc nồi cơm nó còn nóng thì em không có rửa, tại vì lưu ý các bác là khi mà cái lòng nồi cơm của Nhật mà khi mình ấy mình nấu cơm mà lòng nồi nó vẫn còn nóng thì các bác không nên dội thẳng nước sôi vào nhé, không nên dội thẳng nước lã vào. Thằng nước lá vào nó bị giảm cái nhiệt độ đột ngột ý, nó không bền được cái chống dính. Con này sản xuất năm 2021, con doang rất là đẹp, gần như là mới tinh luôn. Lòng ngoài lồi thì nó có một số cái vết rất là nhỏ nhỏ, không đáng kể do vận chuyển đâu. Đây là chế độ ủ này, đây là hẹn giờ nấu, đây hẹn giờ nấu này, đây là menu sang ngang này, đây là hủy này, còn đây là nút nấu này. Con này nấu cho được 10 người ăn các bác nhá. Nhà nào đông con cứ táng một cái này về nấu nó khỏi phải suy nghĩ đâu. Áp suất cao tần Tiger, các bác mua hàng liên hệ với số hàng Nhật VIP. Con này hiện giờ siêu thị Việt Nam đang bán cái bản xuất ấy là khoảng 15 triệu. Con này em bán cho các bác chỉ có 5.200.000. Đấy, bảo hành 12 tháng. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh.